Nói alo đi thím. Cucu cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Thằng Bòm và Family Cuộc Sống ở Canada. Thì hôm nay hai vợ chồng Thảo đã chuẩn bị xong cái phòng cho em bé, bởi vì còn vài tuần nữa là hai vợ chồng Thảo sẽ chào đón em bé chào đời. Và bây giờ thì Thảo và chồng của Thảo sẽ cho các bạn xem những cái thứ mà hai vợ chồng chuẩn bị trước khi mà chào đón em bé nhé. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Bây giờ là Thảo sẽ review cho các bạn thấy nguyên căn phòng của em bé nha. Ở đây thì có cái máy này để mà đặt em bé vào nôi để nó ngủ đó các bạn. Mình có thể mình bật lên như vậy, rồi mình bật cái này cho nó quay, nó đưa qua đưa lại giống như nằm võng nha các bạn. Mạnh hơn thì vậy. Rồi nhạc, còn cái này là để nó xoay vậy cho em bé nghe nhạc. Này 1, 2, 3 là gì vậy ta? Còn mấy không có nhạc cái gì á, vậy này các bạn. Nghe nó ơi, các bạn nghe không, tiếng chim kêu đồ. Nhìn rất là đẹp ha các bạn. Rồi ở đây, đây thì chồng của Thảo decor tranh. Rồi cái này là để đặt mấy cái này. Cái này là của em họ của chồng tặng luôn. Nguyên bộ vớ, nón. Với cái này là hai cái bộ áo để cho em bé mặc á các bạn. Khi mình mặc tã xong rồi mình mặc nè. Đây nó có hình nè. Đó. Đây cũng vậy luôn. Vớ. Rất là dễ thương nè các bạn. Còn ở trên đây cao quá, chồng quay trên cao đi bồn. Cái này là gì? Như là khăn, khăn áo gì á? Cái này khăn, khăn để tắm em bé. Khăn để tắm em bé này các bạn, rất là dễ thương. Ở trong cái hộp đó 12 bộ, 12 cái. Ê. 12 thì cho mấy em bé xong không bị ứng da. 25cm à. Bị ngang bị dài 25. Đây là mấy con nấu bông. Đây là mấy con nấu bông. Đây. Cái này luôn. Cái này là hồi sáng này á, Thảo qua chúc Tết nhà ngoại với mấy dì chồng, dì chồng Thảo móc. Rất là dễ thương luôn. Hai cái rất là dễ thương. Móc quá chứ mà ra. Dạ, cảm ơn chị Sơn. Sơn chưa có mua lên, móc mua lên khổ quá mới đẹp. Cảm ơn chị Sơn nhiều. Con cảm ơn chị Sơn. Bây giờ con xé xíu theo một bộ đi giày. Dễ thương lắm luôn á chị Sơn ơi. Cái móc chị Sơn học móc nhiều nhiều, móc cho con xé xíu nha chị Sơn. Dễ thương quá à. Đầy đủ giày cho xé xíu. Dễ thương quá. Rồi, đây. Đây là cái giường cho em bé nha các bạn. Chồng quay quay gì đúng không? Ở đây á thì á nó tiện cái là để em bé vô đây nè các bạn. Để mình thay tã cho em bé xong mình cho bé ngủ ở đây. Sẵn rồi. Mình không mua thêm cái này là để mấy cái đồ dơ cho em bé. Thay tã, thay quần áo thôi đó. Rất là tiện lợi luôn. Ngoài đây có cái nôi em bé nữa nè. Cái này thì á Thảo với chồng Thảo sẽ đặt ở bên phòng ngủ của hai vợ chồng. Rồi cho bé ngủ ở trong này. Đó, dễ thương. Ê, nãy quên khui cái này. Giờ khui luôn cái này đi chồng. Ừ. Và khui. Cái này là quà của em chồng, của Vi với Quân. Cảm ơn Vi với Quân nhiều nha. Được. Đây các bạn.
là cái thùng rác đựng tả cho mấy a cái này nè, đây không biết xài luôn á các bạn ơi, để xài sao chồng. Cái loại thùng rác này á, thùng rác đặc biệt đi, mình hay để trả cho em bé các bạn. Giờ nó không có bắt mùi ở trong quê nhà. Cái này cái loại này á, một cái loại bao giác mà nó tự nó không có cho mà. Nó không có để cái hơi quê em bé thoát hơi ra. Mình có cái này á nó tiện. Mình rút cái này ra rồi mình để sao? Giờ chồng cũng chưa biết nữa, chồng chưa đọc mà sao để con đọc xong. Phải lưng mình có phải lưng hướng dẫn nè, rút ra rồi để vô giày. Để từ từ coi sao. Đây với các bạn coi. Rất là tiện lợi luôn. Với lại chồng mua hay là của Bunpi cho, chồng mua nữa đúng không? Nè, Hồ Nam. Nam cho hả? Hồ Nam cho. Cảm ơn Nam nha Nam. Đây, nguyên một bộ này để đây, xài hết thì cứ thay ra. Cái này rồi. Cái rồi thấy đây. Rồi. Bên đây trước đi hả? Đây là cái mấy cái đồ để theo tầng nha các bạn. Đây á thì vợ chồng thợ để tả em bé nhiều lắm. Còn ở trong đây á mấy thùng tả với ở dưới kho cũng mấy thùng nhiều lắm, mua tả nhiều lắm. Còn ở đây là khăn sữa đúng không? Đó này khăn gì lâu rồi. Lau sữa hả? Lau sữa. Dễ thương quá, nguyên một set này các bạn. Lại vào màu hồng. Dễ thương. Đây thì á cái bộ này tại vì á tá xíu nhà Thảo là bé gái. Nên là hả sắm cho bé nguyên một dụng cụ để làm đẹp, làm điệu. Có lược nè, để mở ra coi. Đây bạn thấy không, lược này là cái máy đo nhiệt độ nè đúng không. Rồi á kéo, rồi vũ móng tay, rồi á nhíp, rồi cắt móng tay. Và cái đồ cắt móng tay của em bé rất là dễ thương nè các bạn. Rồi muỗng. Rồi mấy cái này là cái gì vậy? Này để làm cái gì? Chồng con biết rồi. Hút sữa, hút nước gì hả? Cho nó chơi hả? Giống như cái bộ này cho nó làm đẹp á. Mình thì mình không biết đâu chứ. Con nít nó thấy cái là nó biết làm gì hả? Cái này thì hút lỗ mũi em bé nè các bạn. Cái này hút hả? Ừ. Hút mũi hả? Ừ. Tưởng là để cho nó chơi chứ. Tắt vô. Đây nha các bạn. Rồi qua bên đây. Ở bên đây á thì á, trên đây là đồ chơi của em bé. Dễ thương. Để nó từ đầu tới. Thôi ngưng đi con. Rồi cái này á là Thảo mua ở trong Walmart. Cái bộ đồ cho em bé từ 0 tới 3 tháng. Để mà mình mặc mình thay tả cho em bé nó dễ. Thì set này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bộ một tuần. Thấy các bạn. Thì cái này á là vớ với nón cho em bé. Em đưa ra cho các bạn con thử nha. Cái này dễ thương. Ủa, phải vớ phải nón không vậy? Đúng, cái này cái nón. Nón nhỏ xíu dễ thương vậy hả? Ừ. Nó là mới sinh đó hả? Đúng. Trời ơi. Còn cái này là
bao tay thôi, nhớ bao tay đúng không? Đúng, bao tay. Bao tay với nón thì các bạn nhỏ hơn cái bộ hồi nãy mình mua nữa, cái bộ hồi nãy mình mua chắc 6 tới 9 tháng luôn không? Ừ. Con này mới sinh. Thiệt luôn hả? Cái nón gì mắc cười quá à. Đây có 3 bộ nha các bạn. 3 bộ, 3 màu. Ở đây mình có hả? Thêm cái ti anten nữa. Đây là mua riêng ở ngoài. Đây là vớ. Vớ đúng không? Thì vớ với cái kẹp, kẹp tóc cho bé. Dễ thương. Rất là đẹp. Thêm cái này nữa nè các bạn. Cái này là túi ngủ. Cái áo ngủ cho em bé ngủ á, giống như cái hồi nãy lúc đầu mình review á. Này là từ 0 tới 3 tháng. Ừ. Hai vợ chồng mình sắm nhiều cái này đó, tại vì mỗi ngày mình hay cho em bé ngủ á. Sáng một cái, tối một cái. Đây nữa nè các bạn. Đây cũng từ 0 tới 3 tháng luôn. Này kiểu này ở đây mình thấy rõ rồi nè các bạn. Ừ. Bé. Đây thì á cái này là cái gì đây? Quần hả? Quần cho em bé hả? Ừ. Quần. Nón. Quần nón. Chỗ này là để á em bé ăn. Ăn. Thì mình cột này ở, mình quấn cái này ở dưới đi rồi mình để thêm cái miếng kia trên. Ừ. Là sạch áo em bé luôn. Đúng. Này á thì á, cái bộ này á Thảo với chồng Thảo mua ở trong IKEA. Chưa có mở ra luôn á các bạn ơi. Nè ở đây nó để gì nè. Cái bộ cho giường của con xác xíu. Ừ. Ra giường nữa ha. Ở này cũng vậy nè. Cái này áo ngủ. Áo ngủ. Đó, cái này còn cái này ga giường. Ga giường rất là nhiều rồi các bạn. Thì chị Thảo thích cái con này hay vợ chồng Thảo thích con này? Quay ở dưới đây luôn nè các bạn thấy tóc bi đồ cũng là cái con đó luôn. Thấy bức tranh cũng là cái con đó luôn. Rất là dễ thương. Hy vọng là xác xíu sẽ thích. Rồi. Cái này là của Vi mua. Vi mua cho. Cái này là dễ thương nha các bạn. Không biết để làm gì. Làm gì em không? Cái khăn thôi. Cái khăn lao thôi hả? Không, khăn khăn gì? Cái chăn á. Cái chăn nhỏ cho em bé. Vậy hả? Ừ. Ồ, dễ thương quá hả? Rồi, còn mấy cái. Đây, cái này của hả? Của ai cho quên rồi. Bill. Marily. Marily cho. Quà. Ngoài có Marily. Đây mà si Marily. Merci Marily. Rất là ấm, dễ thương. Đây là mấy tháng đây? 9 tới 12 tháng rồi các bạn. Này để mùa đông năm sau. Rồi còn mấy cái này là mấy cái đồ quần áo mà Thảo với chồng Thảo mua. Cứ đi chợ đó, thấy nó đẹp là mua. Đó, nguyên bộ có cái như vậy nè các bạn. Nguyên set có cái gì nè, dễ thương không? À, cái này có nhiều cái á, nó có nguyên set từ á, từ á 0 tới 3 tháng, rồi á 6 tới 9 tháng. Nè, giống như cái này nè. Nè các bạn, 0 tới 3 tháng, rồi 6 tới 9, 3 tới 9, 3 tới 6 tháng. Rồi 6 tới 9 tháng. Đó. À đủ. Nói chung là hai vợ chồng Thảo tới mua đủ cho cả năm luôn rồi đó. Còn rất là nhiều. Chưa có sọn ra hết. Mấy cái này là chưa có sọn ra luôn các bạn. Chưa có tháo tem để giặt luôn nữa. Cứ máng lên đây cho nó đẹp vậy thôi. Rồi. Xong rồi chồng ơi. Đó bây giờ chồng quay xung quanh hết cái phòng cho mọi người thấy đi. Thảo cũng có đặt cái camera ở ngay cái giường em bé. Đây là camera nè các bạn.
Camera này cũng dễ gắn lắm. Rồi cứ mua về rồi ghim điện vô rồi cứ kết nối với wifi là hoạt động thôi. Thì để đây là có gì á, chồng Thảo đi làm, thì chồng Thảo có thể mở lên để coi ở nhà. Nếu mà khi mà Thảo để em bé đây ngủ á thì Thảo làm công chuyện khác, hoặc là Thảo cũng vừa làm vừa coi. Xong rồi. Rồi video của hai vợ chồng Thảo quay chưa? Còn quay không? Video của hai vợ chồng Thảo kết thúc ở đây nha các bạn ơi. Mệt quá, bé bầu mệt quá, nãy giờ review quá giờ lâu rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy thú vị và bổ ích thì hãy cho mình nút subscribe và bình luận để giữ liên lạc nhé. Cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.